chủ chim lấy ô tô giải nhất hôm nay nhá, em chào anh. Phải nói là một chiến binh đánh rất là đẳng cấp và chung kết là tuyệt đối rồi, không có gì phải suy nghĩ. Đầu tiên là anh giới thiệu chút ạ, anh tên là gì ạ? Tên phấy là Thành Thành Bình. Anh đến từ thành phố Vinh. Anh đến từ thành phố Vinh. Em có thể cho anh em nắm cái chiến binh của anh một xíu không ạ? Anh để xuống để em cho anh em ngắm một tí. Tên của nó là gì anh nhỉ? Bổi lắc, bổi lắc. Bổi lắc à? Đấy, chiến binh bổi lắc các bạn nhá. Cái này nguồn gốc của nó ở đâu anh? Nguồn gốc của nó là Nghệ An em ạ. Nghệ An à? Tân Kỳ. Đấy, lông rất đẹp, thuần và bóng. Lông rất là, phải nói là trăm nước lông rất là đẹp đấy. Mau nó dừng. Anh em nhìn bóng bộ đây. Rất là đẹp. Con này nó vẫn còn nhát đấy nhở? Nó được mấy mùa rồi anh? Con này mới đánh được 8 tấn. Đánh được? Đều xuyên 8 tấn. Một tấn ở tên Hải Dương là nó 33 con là nó nghe tiếng bên ngoài, nó ngoảy ra ngoài. Vâng. 8 trận đều có cờ hết. Xuyên luôn. Trận đều có cờ. Có cờ. Nhưng con này nó được khoảng bao nhiêu tháng rồi anh? Tính ra là con này là thằng em nó tặng, nó mới mua lên mua thứ hai. Mùa 2. Mới đánh 8 tấn. Quá đẳng cấp luôn anh em đấy An. Anh di chuyển ra đây từ hôm nào? Hôm qua. Hôm qua anh mới đi ra, từ chỗ anh ra đây mất bao lâu anh? 5 tiếng đúng không? 5 tiếng, xa quá nhỉ? 5 tiếng. Anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của anh để di chuyển đường dài ấy? Thì anh đi bình thường, bỏ bóng đèn, đèn vào rồi đi. Cho bóng đèn vào. Em, tí nữa em tặng anh mấy cái bóng đèn. Bên em có bóng đèn mà. Đi ô tô anh có bật điều hòa không? Có, còn bình thường đó. Còn bình thường? Thì anh thế là chim không sao? Không, không can gì. Phải thế mà quá đẳng cấp luôn. Thế anh ra đây anh mới tắm hay tắm từ trong nhà? Anh ra đây mới tắm. Tức là sáng anh ra à? Sáng ra buổi trưa tắm. Trưa tắm. Rồi em cảm ơn anh rất nhiều nhá. Anh nhá. Cảm ơn anh em Nghệ An nhá. Nó về Nghệ An là tốt rồi.